Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. 500 người bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, bác sĩ khóc. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho rằng họ đủ điều kiện xuất viện, đã âm tính với SARS-CoV-2, nhưng bệnh viện không mở cửa cho họ về. Tối ngày 1 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip ghi lại cảnh nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chui rào ra khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vô cùng bát nháo. Đáng chú ý, khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận là khu vực đang phong tỏa và bệnh viện này cũng đang tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Vũ Cao Thiện, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, ngày 24 tháng 6, Sở Y tế Bình Thuận có thông báo số 2 về việc tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kể từ thời điểm này, bệnh viện tạm đóng cửa, hơn 1.500 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, không ai được ra ngoài và toàn bộ việc ăn uống được bệnh viện tổ chức chu cấp miễn phí. Ngày 26 tháng 6, Sở Y tế Bình Thuận ký thông báo số 9 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thêm 4 ngày nữa. Và theo các thông báo này thì 0 giờ ngày 1 tháng 7, bệnh viện sẽ mở cửa trở lại, bác sĩ Thiện cho biết. Theo bác sĩ Thiện, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế phải tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu vực bệnh viện. Do đó, đối với nhóm người có nguy cơ cao, bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm PCR 2 ngày một lần. Nhóm người có nguy cơ thấp hơn, xét nghiệm 3 ngày một lần. Sau khi kết thúc điều trị, đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính, 24 giờ trước khi được xuất viện. Bệnh viện tiếp tục xét nghiệm lại, sau khi có kết quả âm tính, thông báo cho địa phương của bệnh nhân và ngày 1 tháng 7 mới cấp giấy xuất viện. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cho rằng 0 giờ ngày 1 tháng 7, bệnh viện đã hết thời hạn đóng cửa theo thông báo số 9 nên họ đủ điều kiện xuất viện về nhà. Rạng sáng ngày 1 tháng 7, hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thu xếp đồ đạc rời phòng điều trị xuống sân bệnh viện yêu cầu xuất viện. Ban giám đốc và gần như toàn bộ y bác sĩ phải xuống sân động viên, thuyết phục mọi người trở về phòng điều trị và hứa chậm nhất trong trưa ngày 1 tháng 7 sẽ giải quyết yêu cầu của bà con. Chúng tôi gần như thức trắng đêm để năn nỉ bà con bởi bệnh nhân mới điều trị khỏi bệnh, thức đêm ở dưới sân bệnh viện ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và hầu hết bà con đã quay trở lại phòng điều trị. Bệnh viện cũng thông báo, khi xuất viện, bệnh nhân không được đi xe công cộng mà phải liên lạc người nhà đến đón, hoặc bệnh viện sẽ hỗ trợ phương tiện đưa bà con về nhà, và tất cả khoảng 1.200 bệnh nhân và người nhà đồng ý. Tuy nhiên đến chiều ngày 1 tháng 7, sau khi cho rằng đã chờ quá lâu, rất nhiều bệnh nhân và người nhà tìm mọi cách ra khỏi bệnh viện. Chúng tôi một lần nữa huy động y bác sĩ ra vận động bà con, nhưng hoàn toàn bất lực. Bác sĩ Thiện nói và xin lỗi phải dừng cuộc điện thoại, khóc. Theo bác sĩ Thiện, đến sáng ngày 2 tháng 7, qua kiểm tra các phòng điều trị, giường bệnh, xác định có khoảng 500 người là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rời khỏi bệnh viện trong chiều và tối 1 tháng 7. Bác sĩ Thiện cũng cam kết toàn bộ những người trên đều đã được xét nghiệm nhiều lần, có kết quả âm tính và trong ngày 2 tháng 7 sẽ có danh sách gửi về nơi cư trú để địa phương áp dụng cách ly đủ 14 ngày theo quy định. Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 2 tháng 7, tiến sĩ bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký thông báo khẩn số 19. Theo đó, tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Khoa sản tiếp tục thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt theo quy định. Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và thân nhân ngoại trừ khoa sản đã có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất viện 24 giờ được về địa phương, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày, tính từ ngày 24 tháng 6 cho đến hết ngày 7 tháng 7.